Hello, xin chào tất cả quý anh chị em. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh đầu tư ông Toàn Vlog. Đấy, và em xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em trong cái thời gian vừa qua đã đồng hành với kênh, đồng hành với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, và trải qua vô vàn khó khăn thì thị trường chúng ta hiện tại nó đang có một cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng cảnh báo cho chúng ta về một cái con sóng to. Đấy, đơn giản vậy thôi. Và video hôm nay là một cái video mà tôi muốn dành tặng cho tất cả quý anh chị em theo dõi kênh, ủng hộ kênh, một cái món quà bất ngờ đấy. Do đó anh chị em hãy cố gắng coi đến hết cái video này nhé. Cái món quà bất ngờ này nó sẽ xuất hiện ở giữa hoặc là cuối video đấy, tùy vào dung lượng của chúng ta, tùy vào quá trình mà trao đổi của chúng ta, đúng không? Đầu tiên để mở đầu cái video này, em xin chia sẻ cho nhà đầu tư một cái câu chuyện, gọi là cái câu chuyện cổ tích, đúng không cả nhà? Và đó là cái câu chuyện về cậu bé chăn cừu. Ở một cái thôn làng nọ có một cái cậu bé chăn cừu, thì cậu bé này á chăn một cái đàn cừu và rất là chán nản trong cái quá trình chăn cừu. Bỗng nhiên cậu bé nghĩ ra một cái trò, hay là mình hô hào lên đi. Đấy, thế là cậu bé hô hào là gì, là dân làng ơi, có sói, cái sói nó ăn mất cừu của tôi, đúng không? Thế là người dân làng, người ta chạy đến, người ta bảo vệ cậu bé cũng như bảo vệ đàn cừu, và phát hiện ra là đây là một cái trò lừa bịp của gì, của cậu bé, đúng không? Và cậu bé rất là vui vẻ cười, còn dân làng thì rất bực tức. Mọi người hãy nhớ giúp em dân làng nha, dân làng rất là bực tức. Rồi sau đó ngày hôm sau cậu bé cũng làm tương tự, cũng là một cái lời kêu gọi rất là mạnh mẽ là dân làng ơi, sói ăn mất cừu của tôi rồi. Dân làng lại tiếp tục chạy đến và nhận được một cái kết rất là cay đắng, đó chính là lại bị cậu bé lừa. Tuy nhiên tới lần thứ ba, khi mà con sói nó đến thực sự và cậu bé cũng hô hào lên dân làng ơi có sói, thế là dân làng với cái góc nhìn về bực tức giai đoạn trước, với cái góc nhìn về gì, cậu bé đang lừa dối tôi, thì họ không quan tâm nữa. Và khi không quan tâm nữa thì chính thức đàn sói đến và ăn hết cừu của cậu bé. Và cái câu chuyện này á, em kể ra ở đây để nói cho anh chị về một cái vấn đề của thị trường thời điểm hiện tại. Đấy, nó rất là quan trọng mà em cần chia sẻ cho anh chị. Với một cái thị trường mà chúng ta đã ngấm đòn của nó từ rất lâu rồi, từ một cái thị trường mà nó downtrend đâu trong vòng khoảng 9 tháng tới thời điểm hiện tại, và khi thị trường chúng ta nó kết thúc một cái dấu hiệu downtrend trong 9 tháng, sau đó thị trường quay trở lại sideways đi ngang trong một cái quá trình cực kỳ mệt mỏi, thì nó xảy ra một cái tình trạng y xì như là cậu bé chăn cừu và cái người nông dân. Cái người nông dân ở đây chính là nhà đầu tư của chúng ta. Đó là cái tâm lý cơ bản của con người. Khi mà thị trường của chúng ta này, mọi người hình dung tư duy này, đấy, khi mà thị trường của chúng ta rơi xuống và hồi nhịp đầu tiên, thì có phải là lời nói dối của thị trường hay không? Cũng là lời nói dối của cậu bé chăn cừu. Uptrend rồi anh em ơi, lao vào đi. Chết. Đấy, rồi sau đó lời nói dối này bị phanh phui với một cái pha đao trên tiếp theo của thị trường. Và sau đó gì anh chị? Lại một lời nói dối tiếp theo, đó chính là gì? Anh em ơi, uptrend rồi, quay trở lại đi ở vùng này, gọi là những cái quả bull trap. Sau đó khi mà nhà đầu tư của chúng ta chán nản, tuyệt vọng với cái thị trường này rồi, thì con sói nó đến thực sự, uptrend nó đến thực sự, nhưng nó không đến một cách mạnh mẽ, nó không đến một cách huy hoàng, mà nó lại đến trong một cái trạng thái lừa đảo tiếp tục, lại tiếp tục cái câu chuyện về con sói với những cái nhịp gì, nhịp tăng này, và rất nhiều nhà đầu tư đu bám ở đây để kỳ vọng một cái con sóng rất là to. Nhưng câu chuyện là gì, là cái con sói này thực ra chỉ là một cái con cáo, nó đến con cáo nó đến thôi đấy. Và người dân cũng bị vỡ lẽ về vấn đề gì, cược một cái thị trường uptrend to nhưng nó không xảy ra. Ở đây tiếp theo là gì anh chị? Thị trường lại tiếp tục phục hồi và chúng ta lại bị lừa thêm một lần nữa với cái việc mà thị trường sideways đi ngang và nó lại rơi trở lại downtrend tiếp trở lại. Và tới thời điểm hiện tại thì anh chị nhìn giúp em đi, nói trong vòng khoảng 4 đến 5 tháng thị trường tích lũy sideways đi ngang như thế này, mà trong rất nhiều video em đã chia sẻ cho nhà đầu tư ấy, thì có đến 2 phần 3 thời gian thị trường chúng ta nằm trong một cái pha giảm ngắn hạn. Và tới thời điểm hiện tại nhà đầu tư cực kỳ chán nản, và đó là cái tâm lý tạo nên một cái con sóng, thị trường nó luôn đi lên trong sự nghi ngờ. Thì mọi người hình dung thử coi,
đến khi nào cái con sói nó quay trở lại thị trường, nó ăn hết đàn cừu, lúc đó người dân mới nhận ra. Và người dân ở đây nó chính là nhà đầu tư cá nhân trên thị trường. Khi mà cái nỗi đau thương trong những cái quá trình downtrend nó kéo quá dài, khiến cho nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường. Khi mà gì anh chị, khi mà thị trường sideways kéo dài, không tạo ra một cái biên lợi nhuận đủ tốt cho thị trường, làm cho nhà đầu tư cảm thấy chán nản, ngấm đòn với những cái tác dụng của thị trường. Đấy, gọi là tác dụng gì anh chị? Sideways đi ngang trong một cái thời gian dài, dẫn đến nhà đầu tư rời bỏ thị trường. Và khi rời bỏ thị trường, mất quan tâm thị trường, thì lúc đó là cái thời điểm tốt nhất để thị trường chúng ta nó vào một cái con sóng của thời đại. Và lúc nào chân sóng nó cũng sinh ra trong sự nghi ngờ. Đấy, và khi mà sự nghi ngờ nó bao trùm thị trường, thì gần như ở đó chúng ta sẽ là nơi hoạt động tốt nhất của hệ thống, đúng không chị? Và cũng với cái niềm tin này á, thì em tin chắc rằng trong một cái giai đoạn sắp tới, thị trường chúng ta nó sẽ tạo ra một cái bước ngoặt lớn. Nó không còn là thị trường downtrend nữa. Đấy, và cái thị trường downtrend em đã cảnh báo anh chị, nó kết thúc từ những cái điểm này. Nó không còn là một cái thị trường tích lũy đi ngang nữa, mà nó sẽ là một cái thị trường uptrend. Uptrend. Đấy, vậy thì cái dấu hiệu uptrend này nó đang đến, nó đang tiếp cận. Và việc của chúng ta là gì? Là phải nhận diện được những cái dấu hiệu đó để chúng ta gì? Đánh những cái chân lớn. Đấy. Và trong cái giai đoạn thị trường sideways đi ngang vừa rồi, nhà đầu tư có những cái tâm lý mà em sẽ nêu cho anh chị để anh chị có thấy có đúng hay không nhá. Thứ nhất là cái tâm lý gì? Tâm lý ngồi mà phân tích cái chỉ số thị trường chung. Đấy, nói thật với nhà đầu tư là gì? Khi mà anh chị mà tập trung vào phân tích cái chỉ số thị trường chung thì gần như anh chị bị lạc lối. Bởi vì sao vậy nhà đầu tư? Bởi vì trong một cái thị trường sideways đi ngang, mà trong hệ thống của em gọi là thị trường giao thoa sóng. Và cái giao thoa sóng này em đã làm cái video ở vùng này, ở vùng này, đâu đây nè, em không nhớ, mọi người có thể lên kênh YouTube em search lại cái chu kỳ giao thoa sóng đó, có nghĩa là em đã vẽ ra một cái viễn cảnh trước cho cái thị trường giao thoa sóng này trong giai đoạn này, trước đó khoảng vài tháng, và thị trường gần như đang đi rất giống những cái kịch bản em vẽ ra đó. Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì đặc điểm của thị trường giao thoa sóng là không có ai mà dự báo chính xác được cái chỉ số chung, mà trong cái thị trường này á sẽ có rất nhiều những cái thằng đi lên, và cái thằng đi lên nó kéo cái chỉ số lên, thằng đi xuống nó kéo chỉ số đi xuống, thằng đi ngang nó tiếp tục tích lũy. Và khi mà những cái thằng đi lên, những thằng đi xuống, những thằng đi ngang như vậy, thì cái việc anh chị phân tích chỉ số chung gần như là không khả thi. Do đó trong cái giai đoạn sideways đi ngang, mọi người chỉ có thể tập trung vào một thứ thôi, đó là cái thằng đang đi lên, và cái thằng đi lên nó phải nằm trong một cái sóng ngắn. Và rất tuyệt vời cho anh chị em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư cái này, đó là gì? Đó là nếu anh chị nào mà đồng hành với em đủ lâu trong cả một cái khoảng thời gian vừa rồi á, thì mọi người sẽ thấy là gì? Là hệ thống Ông Toàn Vlog là một cái hệ thống nằm gai nếm mật. Nằm gai nếm mật trong cả năm vừa rồi. Khi mà em đưa ra những cái lời khuyên chân thành về cái vấn đề chỉ nên đánh 10% tài khoản trong cái giai đoạn thị trường rơi như thế này. Đấy, bởi vì sao anh chị? Bởi vì hệ thống của em là hệ thống đánh sóng ngắn, chỉ tham gia thị trường khi có sóng ngắn. Và cái việc mà trong vòng 1 năm qua hệ thống chúng ta gì anh chị, đánh 10% tài khoản, chúng ta đánh rất thoải mái cho đến giai đoạn vừa rồi. Sóng ngắn có dấu hiệu manh nhà xuất hiện. Đó là cái thời khắc mà chúng ta gì anh chị, đi full vốn vào toàn bộ cái thị trường này. Và khi mà đi full vốn như vậy, chúng ta đang kỳ vọng về một thứ thôi anh chị, đó chính là sóng ngắn. Và khi mà nó đến như vậy thì cơ hội nó đang đến. Đấy, và một năm qua hệ thống nằm gai nếm mật như vậy, chỉ hy vọng là gì? Là sắp tới chúng ta sẽ nếm được một cái trái ngọt rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà? Đấy, có nghĩa là gì? Là hiện tại, giai đoạn hiện tại, em chỉ có một cái lời khuyên thôi. Sau những cái chu kỳ chán nản, tuyệt vọng của nhà đầu tư, thì nhà đầu tư có một cái khuynh hướng trong giai đoạn sắp tới. Thứ nhất, đó là ăn ngắn. Cái này là cực kỳ nguy hiểm này. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì đây này, ở đây này, ở đây mua mà không lo chốt lại là gần như là gì? Cháy tài khoản. Ở đây nè, thị trường nó hồi lên một cái nè, mà mọi người không chốt lại thì gần như là gì? Là mất sạch, thậm chí là lỗ ngược lại. Đúng cả nhà? Rồi ở đâu? Ở đây, đúng không? Không chốt lại thì gần như mất lại. Ở đây không chốt lại non thì gần như mất lại. Ở đây không chốt lại non gần như mất lại. Và ở đây bắt đầu nhà đầu tư có xu hướng chốt lại non tại ngay vùng gì anh chị? Vùng chân sóng. Cái này là em đã tận mắt chứng kiến cũng như là trải qua trong cái quá trình chu kỳ trước của thị trường. Đấy, khi mà nhà đầu tư rất tuyệt vọng trong cái chu kỳ downtrend của năm 2018-2019 ở đây,
một cái chu kỳ mà gần như không tạo ra được những cái khoản lợi nhuận kết xù, trừ trường hợp anh chị đắm được những cái sóng ngành về bất động sản khu công nghiệp cũng như một số cái ngành về tăng trưởng như MWG, FPT trong giai đoạn này. Còn ngoài ra thì đa phần các cổ phiếu trên thị trường đều chỉ cho anh chị đánh ngắn thôi. Và khi mà cái tâm lý nó đến cùng cực, chỉ ăn được ngắn, ăn ngắn, ăn ngắn và ăn ngắn, thì tới cái giai đoạn mà Covid xảy ra, thị trường nó rơi cho chúng ta một phát, không còn cái gì để ăn nữa. Thì khi mà thị trường nó quay trở lại, anh chị bị ám ảnh, nhà đầu tư bị ám ảnh. Và khi ám ảnh như vậy, anh chị sẽ gì thì ăn ngắn, lại ăn ngắn, lại ăn ngắn. Và rất sợ một yếu tố, đó chính là yếu tố chỉ số thị trường chung. Và đó là cái hai cái sai lầm mà hôm nay em làm video nhắc nhở cho anh chị nhớ thật là kỹ về cái hai sai lầm này. Giai đoạn sắp tới anh chị kiểu gì cũng gặp phải, và rất nhiều anh chị ở giai đoạn này bị rớt hàng. Nhưng khi mà vào một con sóng, mọi người sẽ thấy rất nhiều những cái cổ phiếu có thể nhân 3, nhân 5, nhân 10. Nhưng mà tại sao chúng ta chỉ ăn 50% và bỏ qua nguyên một con sóng? Đấy, đó là cái cách mà thị trường chúng ta dạy cho nhà đầu tư, tạo cho nhà đầu tư một cái thói quen, một cái tâm lý là gì? Là phải rời bỏ thị trường tại những cái khoảnh khắc chân sóng. Anh chị nào có bị cái trường hợp này không? Có thể comment phía dưới, đấy, cho chúng ta đồng cảm. Và khi mà chúng ta comment phía dưới về những cái trạng thái của chúng ta á, thì chúng ta đang thừa nhận cái việc bản thân của mình đang gặp phải vấn đề. Và nếu chỉ có cách là khi anh chị thừa nhận thì mọi người mới có thể sửa. Và em là người sẽ giúp anh chị sửa chữa những cái sai lầm này. Đấy, nên là mọi người comment phía dưới để chúng ta cùng tương tác với nhau anh chị nhá. Đấy. Rồi, và cái món quà của em chưa lên đâu. Tí nữa cuối video em sẽ chia sẻ về món quà đó, nên anh chị hãy tập trung nghe toàn bộ video này. Em sẽ dẫn dắt cho anh chị những cái thói quen xấu, những cái bắt buộc phải làm, những cổ phiếu anh chị bắt buộc phải giữ lại và phải chọn những cái cổ phiếu như nào trong video hôm nay. Đấy. Nên là mọi người chịu khó coi đến hết video giúp em nhé. Rồi, tiếp theo, đó là cái tâm lý của nhà đầu tư trong cái những cái giai đoạn thị trường chưa vào sóng. Nhưng một khi thị trường nó vào sóng, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái khoản lợi nhuận kết xù. Và cái sóng này, sóng của thị trường, nó luôn được dẫn dắt bởi cái gọi là cái sóng ngành, mà đó chính là cái phương pháp của hệ thống bên em. Cái thứ mà hệ thống bên em hướng tới đó chính là sóng ngành. Và hiện tại rất mạnh nhà, rất nhiều cổ phiếu ở trong cái ngành mà em đã tư vấn cho anh chị cả tháng trước đây, nó bắt đầu có một cái xu hướng ngoi lên. Đấy, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì anh chị? Chốc lại non hay không? Không. Livermore nói một câu như thế này, mọi người. Livermore nói một câu này, để em mở cái sách ra em đọc cho anh chị. Đấy. Người vừa đúng vừa có thể ôm chặt cổ phiếu rất là hiếm. Nhớ nha, người vừa đúng có nghĩa là anh chị mua đúng cổ phiếu mà có thể ôm chặt cổ phiếu được rất là hiếm. Và tôi nhận ra đây là một trong những điều khó học nhất. Có nghĩa là anh chị mua có thể đúng thoải mái, bởi vì uptrend con nào cũng có thể đúng hết. Nhưng mà gì? Nhưng mà đây là cái điều khó học nhất, chính là cái việc nắm giữ một cái cổ phiếu là cái điều mà anh chị khó học nhất. Nhưng chỉ khi nào một nhà giao dịch chứng khoán thấu triệt được điều này, có nghĩa là hiểu được cái vấn đề nắm giữ nó quan trọng cỡ nào á, thì anh ta mới có thể kiếm được một cái gia tài lớn. Đúng theo cái nghĩa đen, một nhà giao dịch kiếm được triệu đô sau khi biết cách giao dịch, đấy, nó dễ hơn rất nhiều so với cái việc là gì, nhà đầu tư này kiếm được vài trăm đô trong những ngày tháng mà anh ta thiếu kiến thức. Vậy thì anh chị phải tự trả lời bản thân mình, anh chị đang ở trong những ngày tháng nào? Và đó là một cái nhà đầu tư huyền thoại người ta nói câu đó. Do đó trong cái video hôm nay, em khẩn thiết, em năn nỉ anh chị làm một cái vấn đề cho em. Đó chính là gì? Thứ nhất, nếu anh chị nào mà theo hệ thống đã đánh được những cái siêu phẩm trong giai đoạn vừa rồi, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là gì? Ôm hàng. Đấy, chúng ta đã và cũng không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta đánh được những cái cổ phiếu nó thuộc về những cái hàng, thứ nhất là hàng mặt thị trường, thứ hai là những cái con hàng gì anh chị tuyệt vời nhất. Ví dụ những con hàng hot nhất của thị trường nó nằm ở đây. Đấy, ví dụ đây là một cái siêu điểm mua, và anh chị phải đặt câu hỏi là tại sao hệ thống chúng ta mua được cổ phiếu này? Vì sao anh chị? Và với những cái điểm mua này thì anh chị phải làm gì với nó? Đấy, tiếp theo, những cổ phiếu như DG với những cái điểm siêu điểm mua ở đây, đúng không? Và điểm mua ở đây, hệ thống chúng ta nắm được những cái cổ phiếu tuyệt vời như vậy, hay là gì? AGR siêu điểm mua. Đấy, với những cái điểm mua kích hoạt bùng nổ mà em giới thiệu cho nhà đầu tư, điểm mua này, đúng không? Rất tuyệt vời. Hay là những cái cổ phiếu như là gì? EBC,
APS đấy, hay là những cổ phiếu gì SHS với những cái vùng mà vùng bao nhiêu, vùng 900x đó, thì mọi người phải tư duy như thế này. Rất nhiều nhà đầu tư chê cổ phiếu SHS nặng màu, nhưng anh chị nhìn lại xem, ví dụ như tài khoản của em hiện tại nó tăng khoảng hơn 21% rồi từ cái điểm mua đầu tiên, vậy thì nó có yếu hay không? Nó mới chỉ kéo được một tháng thôi, 20% sao mà yếu được? Cái vấn đề là gì? Cái lãi, cái lợi nhuận nó chỉ sinh ra được khi và chỉ khi anh chị nắm giữ nó đủ thời gian. Còn cái vấn đề mà trong ngắn hạn nó biến động sao, bố ai mà biết được. Em nể nhất những cái người mà suốt ngày đi phân tích thị trường và phân tích cổ phiếu biến động như thế nào trong một khoảng thời gian rất ngắn, bởi vì điều đó gần như không thể. Mà chúng ta phải hiểu được là gì? Một cái chu kỳ của nó xuất hiện, chu kỳ uptrend xuất hiện, thì cái mặt của chúng ta phải ở trong nó, cái cơ thể của chúng ta phải ở trong nó, phải hòa cùng với cổ phiếu, hòa cùng với sóng, thì lúc đó chúng ta mới có thể ăn trọn sóng. Và theo cái nguyên lý của chúng ta trên thị trường là gì? Chỉ có ông nào mà ăn được to nhất trên thị trường và sau đó trong uptrend, như quên, trả lại một phần cho downtrend thì chu kỳ thành công, không có cách nào khác đấy. Hay là những cái cổ phiếu gì anh chị, SBS này, có những cái siêu điểm mua, hay là những thằng nào VCI, đúng không? Vậy thì em nói, hỏi anh chị một câu này, khi mà anh chị mua được những cái thằng như vậy thì anh chị làm gì? Bây giờ với những điểm mua này, anh chị làm gì? Bắt buộc là phải giữ được cổ phiếu. Và em nhắc nhở anh chị một lần nữa nè, đừng có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề cổ phiếu nó có điều chỉnh hay không, chuyện nó không quan trọng. Chúng ta đang ở chân sóng, và khi mà ở chân sóng như vậy thì anh chị phải cam kết với em một cái vấn đề, đó chính là tuyệt đối không được rớt hàng. Và để thể hiện cái cam kết đó, anh chị hãy like video và comment giúp em một cái dấu chấm để thể hiện sự quyết tâm là chúng ta sẽ sống chết với nó, ôm chặt nó đến khi nào mà hết sóng thì thôi. Đấy, đó thể hiện cái sự quyết tâm nhất của anh chị. Và đó cũng là những cái điều mà giúp em làm những cái video tuyệt vời hơn cho nhà đầu tư, cũng như tặng những cái món quà tuyệt vời hơn về những cái điểm mua tiếp theo của những cái siêu phẩm này. Đấy, thì mọi người hãy cho em một comment, một like, và nếu ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, vì cái chuẩn bị em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư những cái cách đi lên điên cuồng của cổ phiếu như nào trong đoạn tiếp theo của video. Và mọi người hãy nhớ này, là gì? Chúng ta phải thể hiện cái sự quyết tâm không bán cổ phiếu, những cái cổ phiếu hàng đầu. Đấy, ôm tới chết. Đấy, và phải thể hiện sự quyết tâm đó bằng hành động. Mọi người hãy chấm một cái. Đấy, cho em thêm cảm hứng để sáng tạo thêm những cái kịch bản tiếp theo cho nhà đầu tư. Tiếp theo, bây giờ chúng ta hiểu được cái nguyên lý khi vào sóng phải làm gì. Thứ nhất, mua đúng cổ phiếu, chọn đúng cổ phiếu. Và trong các video trước em có chia sẻ nhà đầu tư rất nhiều những cái video nói về những cái cổ phiếu điên trên thị trường và những cái phân khúc cổ phiếu điên, cũng như là những cái buổi đào tạo cho hệ thống khách hàng về cái vấn đề gì, những cái cổ phiếu nào nó tạo ra được những cái xung lực mạnh và nó có xu hướng trở thành siêu cổ phiếu trong tương lai, đúng không? Và ở có một cái câu rất là hay, đó là siêu cổ phiếu đa phần nó chỉ chạy khi có sóng của thị trường thôi, khi có sóng của cổ phiếu thôi. Có nghĩa là chúng ta đang ở tiếp cận sóng, vậy thì đây chính là những cái thời khắc, và sắp tới sẽ là những cái thời khắc tuyệt vời nhất để những cái siêu cổ phiếu nó chạy. Thì tại sao chúng ta không nhận diện nó là một, thứ hai là gì, chúng ta không nắm giữ nó là hai, tuyệt đối không rớt hàng nha anh chị. Rồi, để làm rõ vấn đề này, chúng ta sẽ đi phân tích qua một chút về cái vấn đề của thị trường cho anh chị hiểu được là thị trường này đang ở trong cái chu kỳ nào. Đầu tiên về dòng ngân hàng thì mọi người chú ý giúp em nè, những cái cổ phiếu như Vietcombank nếu tuần sau nó bùng nổ lên thì chuyện gì xảy ra anh chị? Gần như là tuần sau rất dễ bùng nổ. Với cái biên độ tích lũy ở đỉnh 52 tuần thì đây thuộc tốt những cái cổ phiếu dẫn dắt chu kỳ. Đấy, vậy thì nếu nó bùng nổ lên thì nó thật với anh chị là gì? Chu kỳ này sẽ rất to và nó là cổ phiếu leader. Đó là một cổ phiếu ngân hàng em dành tặng cho chị. Đấy, và với những cái điểm mua này thì chúng ta có vị thế để chuẩn bị gia tăng với những điểm bùng nổ. Và mọi người nhớ giúp em này, không có chu kỳ mới nào không bắt đầu từ những cái phiên bùng nổ. Vậy phải đợi gì? Đợi bùng nổ. Nếu nó bùng nổ thì gần như chúng ta có chu kỳ mới cho Vietcombank. Và nếu mà chu kỳ mới của Vietcombank thì nó có dừng lại ở cái mốc này không? Chu kỳ mới nó phải về đây nè, 120 nè, 130 nè, 150 nè. Đó là chu kỳ mới. Còn cái vấn đề
nó có kích hoạt chu kỳ mới hay không, chúng ta phải đợi thôi. Và nếu nó kích hoạt được chu kỳ mới thì em thông báo cho anh chị là đây chính là điểm mua, hết, đơn giản không? Đấy, dành tặng nhà đầu tư những cái cổ phiếu như vậy tuyệt vời không? Nếu tuyệt vời mọi người hãy gì, hãy like cho em gái, đúng không? Những cổ phiếu như BID tích lũy ở đỉnh 52 tuần rất dễ bùng nổ. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên anh chị nhớ giúp em nè, đối với cái giai đoạn hiện tại chúng ta, em sẽ không đánh cổ phiếu dòng banh đâu, không đánh cổ phiếu dòng banh. Ngoài Vietcombank, ngoài hai cổ phiếu thôi, ví dụ Vietcombank là cổ phiếu mang tính chất leader, hay là SHS, là SHB giúp em, là một trong những cái cổ phiếu có hai tính chất, một là tính chất chị em, hai là tính chất đầu cơ của ngành, thì chúng ta sẽ xem xét đánh hai cái cổ phiếu này. Ngoài ra đối với dòng banh em sẽ không tư vấn bất kỳ cổ phiếu nào, bởi vì chúng ta có sự lựa chọn. Nhà đầu tư cá nhân của chúng ta có một cái đặc quyền, đó chính là sự lựa chọn, phải chọn những cái cổ phiếu top 1. Đấy, vậy thì mọi người phải nhớ giúp em nhé, những cái đặc tính của cổ phiếu nó sẽ tạo ra những cái cổ phiếu top 1 hoặc top 2. Tiếp theo, về dòng chứng khoán, về dòng banh thì mọi người cứ yên tâm là gì, nó đang tích lũy, không có dấu hiệu gì đảo chiều gì ở đây hết. Đấy, dòng thứ hai là dòng chứng khoán mà em có nhắc đi nhắc lại với nhà đầu tư rất kỹ, rất rõ, đây chính là cái ngành leader. Ngành leader là cái ngành mà nó sẽ đem lại cái lợi nhuận khủng bố nhất cho nhà đầu tư. Thì anh chị cũng sẽ nhìn nhận một cái vấn đề, đó chính là cái ngành leader này nó đã đi lên được một cái giai đoạn bứt phá khỏi cái vùng tích lũy của nó. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải cảnh giác một chút, bởi vì liệu ở đây nó là chính sóng hay chưa thì em chưa biết. Nhưng nếu ở đây này nó xuất hiện những cái cú rũ đây thì nó là chính sóng. Đấy, hay là SHF, những cái món quà mà em tặng cho chị, đây này, khối lượng nó thấp, hơi thấp, thì thường nó sẽ xuất hiện những cái cú gì, cú rũ bỏ đây. Mọi người lưu ý, rũ bỏ đây chứ nó sẽ không rũ sâu đâu. Thì nếu mà nó rũ bỏ đây thì gần như nó chính là chân sóng. Do đó là gì, vị thế phía dưới tuyệt đối nắm giữ, là còn mua mới thì chúng ta chưa có điểm mua mới đối với những cái cổ phiếu này. Đấy, mọi người nhớ giúp em cái điều đó. VCI nè, đấy, khi mà trong một cái sóng ngành nó có một cái đặc điểm mà anh chị cần nhớ, thật là nhớ giúp em, đó chính là các cổ phiếu nó sẽ thay nhau nổ lên. Ví dụ như đầu tuần sau khả năng cực kỳ cao, đến 80-90% cổ phiếu VCI nó sẽ xuất hiện điểm bùng nổ. Đây chính là điểm bùng nổ của mẫu hình 3 nền tảng giá của VCI, thuộc tốt những cái mẫu hình nền tảng dẫn dắt. Nói với anh chị hiểu đúng không? Đấy, đây là phiên tech cung rất là đẹp, tech cung rất là đẹp, cửa nổ rất là cao, nên là đó cũng là một cái cơ hội cho nhà đầu tư. Những cái con như VIX này, với cái trạng thái tâm lý, với cách đánh lên như thế này, cái khối lượng dòng tiền to đột biến, anh chị nhìn đồ thị tuần giúp em, thấy cái gì? Một tuần tăng 13%, khối lượng đột biến, kích hoạt một cái chu kỳ tăng. Vậy con này nó sẽ dừng không? Không. Nhưng một cái vấn đề nó xảy ra như thế này anh chị, có kiếm được điểm mua mới không? Câu trả lời là không. Bắt buộc cổ phiếu này nó sẽ dừng chân, tái tích lũy, rũ bỏ trở lại những vùng này thì nó mới lên được. Đấy, còn cái vấn đề anh chị mua những cái vùng phía dưới này thì tuyệt đối nắm giữ và đừng rớt hàng, như cái lời kêu gọi của em đầu video. Và hãy nhớ là gì? Nhớ là gì? Chờ đợi điểm mua tiếp theo. Đó là một vài cái cổ phiếu về ngành chứng khoán. Đấy, em không chia sẻ nhiều, ví dụ như là AGR là những cái cổ phiếu mà bắt buộc phải ôm nè. Nhưng con này khả năng rất cao tuần sau nó sẽ vào pha chạy nước rút. Về 15 là bình thường. Đấy, và nếu nó chạy nước rút thì sao? Thì gần như không có cơ hội mua mới nữa. Đấy, không phải khuyến khích mua mới nha, nhà đầu tư. Những cái vị thế này phải nắm giữ còn lại. Đấy, và thị trường hiện tại của chúng ta gần như là gì? Rất kém điểm mua mới nhá. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thị trường chúng ta nó lại có những cái tín hiệu mà em vẫn chưa thấy là tốt, nên khả năng rất cao cái sự đồng thuận trong tuần sau nó chưa có nhiều đâu anh chị, chưa có nhiều. Ví dụ như là nếu tuần sau thị trường nó xuất hiện phiên bùng nổ thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự chốt lại rất lớn từ các ngành và các dòng. Đấy, và lúc đó nó sẽ tạo ra những cái cú rũ bỏ, ví dụ như là cuối tuần sau. Và cái cú sau cú rũ bỏ này á thì chuyện gì xảy ra anh chị? Mọi người nhớ giúp em mà, hệ thống ông tài vlog đánh sóng ngành là có một cái câu cửa miệng: khi thị trường chung điều chỉnh, siêu cổ phiếu xuất hiện. Nhớ giúp em điều đó, đừng bỏ lỡ qua những cái cơ hội trong giai đoạn sắp tới, nó to, nó tuyệt vời lắm. Ví dụ Hòa Phát với những cái điểm nổ này gần như không đạt, không thể lên được. Sao mà lên được ở những cái điểm này? Khi nó không lên như vậy mà nếu nó tạo ra những cái sự phô mô bức thác ở đây thì gần như cái cú rũ nó sẽ xuất hiện. Lúc đó là gì? Thời cơ đến, không phải rũ bỏ chúng ta sẽ mua những cổ phiếu này, mà nếu rũ bỏ, cổ phiếu nào tạo được mô hình leader, mô hình dẫn dắt, tạo thành những cái mô hình của siêu cổ phiếu, chúng ta sẽ đánh những cái thằng đó. Lấy ví dụ cho anh chị về cái chu kỳ chứng khoán đánh trong PCM này, rất là đặc trưng.
PCM thời điểm đó này, với một cái cấu trúc ba nền tảng giá, cổ phiếu là đi lên đấy, đi lên đây điểm này mua được hay không? Không mua cũng được nhưng mà cắt lỗ đau thôi, thôi đấy mua điểm này, này. Sau đó gặp thị trường chung nó rơi ba phiên, có phiên này rơi kinh lắm, rơi ba phiên VN-Index thời điểm đó này. Hồ chết đến nơi, giảm 2,7%, nhưng rất may mắn là gì, nhờ vào cú rơi đó mà chúng ta có được những cái siêu phẩm ở những cái điểm mua này, hay là thời điểm đó đánh DGW nổ trước này, vì con DGW nổ trước nên chúng ta có niềm tin đánh vào những cái cổ phiếu TCM nổ sau. Cái vấn đề đó chính là cái cơ hội lớn nhất cho nhà đầu tư, nên là tránh cái trường hợp trong tuần sau chúng ta FOMO đấy, rất mâu thuẫn lúc mà nhà trong đầu video kêu đại sóng, cảnh báo đại sóng đúng không, đầu video lại kêu thêm là gì, tuyệt đối phải nắm giữ những cái siêu cổ phiếu mạnh, và bây giờ lại kêu là thị trường có thể rung lắc, thị trường có thể điều chỉnh. Cái đó là một cái gì, chủ yếu là gì, đối với những cái vị thế của chúng ta quá tuyệt vời phía dưới rồi, bắt buộc phải giữ lại. Và em cần anh chị cam kết là phải giữ lại, đừng có sợ. Em biết là trên thị trường này rất nhiều nhà đầu tư sợ hãi, rung lắc một cái chạy, rung lắc một cái chạy, nhưng mà mọi người do bị nỗi đau quá lớn không vượt qua được, mà không vượt qua được thì làm sao mà đánh những con sóng to được anh chị, bán non thì làm sao mà đánh ăn được những con sóng như vậy, đúng không? Nên là gì, quyết tâm ở lại chiến đấu, vì dấu hiệu sóng nó tiềm cận lắm rồi, dấu hiệu sóng nó to rồi. Việc của nhà đầu tư là gì, nằm nghiêng ráo nước với vị thế đúng, còn cái vị thế sai thì chúng ta bắt buộc phải quản trị nó, bởi vì ví dụ như tuần sau anh chị mua rất nhiều cái vị thế nó sẽ bị sai, và khi sai như vậy thì chắc chắn phải quản trị đó, chứ đừng có nói cái chuyện mà vào hô hào với nhau là gì, múc, không có. Quan điểm em không có chuyện hô hào múc, mà quan điểm của em là gì, mua tới đâu quản trị tới đó, mình chỉ cần quản trị được mà để mua đó đúng một cái thì phải không bán nữa, ôm nó chết. Vì sao vậy anh chị? Bởi vì theo em thống kê, một con sóng bắt đầu cổ phiếu nó không bao giờ nó đi 20% nó kết thúc đâu. Mà bây giờ ví dụ như tài khoản hệ thống bên em lại khoảng 20% thôi, không được bao nhiêu, kết thúc cái gì? Thị trường này FOMO không? Không. Phân phối được không? Không. Vậy phải làm sao? Phải đợi nó đánh lên trên đỉnh, khi mà nhà đầu tư hô hào nhau cùng tham gia thị trường, khi mà các chính sách thông tin tốt ra, khi mọi thứ tuyệt vời nhất thì lúc đó tổ chức người ta phân phối. Lúc đó anh chị em mới có cách để phân phối. Hồi xưa em ôm DBG chia sẻ nè, nhớ không? Mọi người ở trong room này đồng hành với em từ chu kỳ trước, vài năm trước giờ, chắc chắn phải nhớ cái siêu phẩm này, không thể nào quên được đấy. Mọi người có nhớ mà cái lúc mà Evergreen nó phá sản ở đâu đây không? Đấy, chúng ta ôm những cái cổ phiếu như là vùng này, và khi mà thị trường nó tiếp tục rung lắc tạo ra những cái phiên giao dịch rất là kinh điển, ví dụ VN-Index nè, nhà nhà người người hô sập, các chuyên gia chửi bới om sòm đúng không, thị trường là rung lắc, nhà đầu tư sợ lắm. Nhưng cái bản chất của những cái cổ phiếu này có phân phối được hay không? Câu trả lời là không. Mà thời điểm đó mua từ những cái vị thế phía dưới nè, hay vị thế nè, thì rất nhiều anh chị học viên nhắn tin cho em hỏi thầy ơi, điểm này bán được hay chưa, nó cũng đã đi lên được một khúc rồi. Ví dụ thời đó em nhớ là em mua vùng 40 ấy, nó lên được đâu đó khoảng 55, cùng lại một khúc, rất nhiều người hỏi cái phiên này luôn nè. Em chỉ trả lời cho anh chị là gì, em không biết. Nhưng hiện tại, thứ nhất, thị trường FOMO chưa, phân phối được hay chưa, câu trả lời là chưa. Cổ phiếu này ra tin được chưa, chưa. Vậy thì nó phải làm gì, phải đánh lên. Và gần như em dự đoán đúng cái việc là anh chị yên tâm về cái vấn đề những cái cổ phiếu này đánh lên đây kiểu gì nó cũng ra tin tốt. Mọi người có thấy đúng không? Đấy. Bán đi bà nè, đúng không, nhớ không? Lúc đó nó mới bắt đầu quá trình phân phối được. Do đó một cái cổ phiếu đã đi lên, đang tạo lợi nhuận cho chúng ta phải bám lấy nó, đừng có buông. Ông nào phân tích đánh ngắn gì chuyện nó không quan trọng, chúng ta đánh sóng, ăn phải chọn bên con sóng. Còn nếu không ăn được sóng thì gần như anh chị không kiếm được cái gì trên thị trường ở đâu. Bởi vì sóng là cái nơi mà tạo ra tiền, chứ không phải là thị trường đi ngang tạo ra tiền, không phải thị trường downtrend tạo ra tiền, mà sóng mới tạo ra tiền. Mà sóng mà anh chị bán non thì còn gì mà chơi với nhau, đúng không? Nên là thôi, hãy nhớ giúp em cái điều đó. Còn cái vấn đề em lại chia sẻ quay trở lại, có rất nhiều những cái dấu hiệu mà anh chị cần nhận diện giúp em về cái vấn đề là thị trường của chúng ta nếu mà tuần sau FOMO lên thì kiểu gì cũng sẽ dính những cái nhịp điều chỉnh. Đó chính là cái việc mà nhà đầu tư tránh tình trạng mua đuổi trong cái nhịp này, mua đuổi trong nhịp này. Bởi vì sao? Chỉ có những cái cổ phiếu này em tặng nhà đầu tư á, thì may ra nếu nó nổ lên anh chị đuổi được, bởi vì nó mang cái chất dẫn dắt. Và anh chị nhớ giúp em là cái thằng dẫn dắt nó có khả năng đi ngược lại xu hướng thị trường. Những thằng nào thì khi nãy đầu video em tặng đúng không? Tặng con nào anh chị nhớ, mọi người nhớ co lại cái khúc em tặng.
Đấy, vậy thì những cái thằng leader nó có xu hướng đi ngược thị trường, lấy ví dụ anh chị là HPC chấp thị trường chỉnh, đừng có sợ. Đây là khi nó đã đi lên nó leader thị trường chỉnh, nó không chỉnh đúng không, thị trường rơi nó giảm đúng một phiên nó quay lại lên tiếp, mọi người thấy leader của nó chưa? Hay nè, hay DGW này, cổ phiếu leader thị trường chu kỳ 2020 nè, thị trường rung lắc, nó rung lắc sau đó đi lên, một khi nó đi lên rồi thì chấp chỉnh, chấp thị trường rơi, đừng đùa. Nên á, những cái cổ phiếu nào mua được trong giai đoạn này nó sẽ trở thành những cái cổ phiếu leader cho anh chị đấy, chứ không phải cổ phiếu nào cũng mua được. Có nghĩa là ngoài những cái cổ phiếu có khả năng leader mà anh chị mua bệnh một cái là kiểu gì cũng ăn cứt, sorry, kiểu gì cũng ăn chỉnh VIP rồi, mua bệnh một cái là kiểu gì cũng ăn nhịp chỉnh này, mặc dù nó cũng là siêu cổ phiếu nhưng mà mua bệnh thử đi là biết đấy đúng không. Hay là một cái cổ phiếu như DGC này em kể cho anh chị, một khi mà nó là cổ phiếu leader dẫn dắt thì gần như nó không cần quan tâm đến thị trường có chỉnh hay không. DGC sau những cái điểm mua này, sau những cái siêu điểm mua này, thị trường chúng ta chỉnh, thị trường chúng ta chỉnh, cái vấn đề nó chỉnh nhưng mà cổ phiếu có chết hay không, không. Đó là lý do tại sao á, đối với cái thị trường trong cái bối cảnh hiện tại em khuyên anh chị là không nên FOMO, bởi vì thị trường chúng ta nó có rất nhiều những cái dấu hiệu có thể tạo ra sự rung lắc nếu hưng phấn, nhưng vẫn có rất nhiều những cái cổ phiếu mua được, bởi vì những cái cổ phiếu mua được có khả năng chấp thị trường chỉnh. Lưu ý ví dụ ngành thép này, ví dụ như là vừa rồi mới phân tích VGS đúng không, VGS rõ ràng này, lên thiếu khối lượng kiểu gì mà nó không chỉnh, FOMO lên là cái là nó chỉnh lại lại có cơ hội, mở ra cơ hội cho anh chị đúng không cả nhà. Đấy, nên là mọi người tránh FOMO. Và nói tới đây thì em cũng chia sẻ cho nhà đầu tư một cái cơ hội, vì thị trường này là chân sóng, vì thị trường này nếu rung lắc siêu cổ phiếu nó sẽ xuất hiện, thì vẫn còn một cái cơ hội miễn phí dành cho anh em. Nếu anh em có một cái lòng tin trong em về một cái thị trường chân sóng và thị trường này sẽ có rung lắc và sẽ có siêu cổ phiếu xuất hiện á, thì tôi sẽ dành tặng cho anh em một cái buổi đào tạo hoàn toàn miễn phí về cách mua và danh mục những cái cổ phiếu siêu điên trong giai đoạn sắp tới. Đấy, em đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về cái video này rồi, nên là mọi người hãy tận dụng hết mức có thể đi, em trao cho anh chị những thứ miễn phí nhưng rất tuyệt vời đấy. Và cái buổi này nó thuộc về cái buổi đào tạo khách hàng, và anh chị nào mà quan tâm, thực sự quan tâm nha, thực sự quan tâm thì hãy like video và gì và bình luận tôi học ở dưới phần bình luận, thì cái bạn trợ lý sẽ gửi link cho anh chị, bạn trợ lý sẽ gửi link miễn phí cho anh chị tham gia cái buổi học tối nay. Và đó là lý do tại sao hôm nay em không live stream trực tiếp về cái buổi cuối tuần này, mà em dành cái buổi cuối tuần và tối hôm nay cho cái buổi đào tạo khách hàng. Đấy, đó là cái món quà mà em dành tặng cho anh chị, và tuy nhiên nó chỉ dành cho những người thực sự quan tâm thôi. Đấy, giống như cái việc này, mọi người cứ thử tưởng tượng giống em mà em đã trao cho nhà đầu tư rất nhiều những cái quý giá, ví dụ như nói một thứ thôi, trao cho cả một cái hệ thống một cái góc nhìn về đánh 10% tài khoản trong một năm qua. Nói về vậy thì anh chị phải hình dung được là gì, là hệ thống nằm gai nếm mật cỡ nào. Và bây giờ cơ hội đến, cơ hội đến thì chúng ta phải làm gì? Nằm gai nếm mật một năm, cơ hội đến mà bây giờ còn được nhận miễn phí nữa, đó là cái sự cho đi tuyệt vời. Nên là em cần cái sự quyết tâm của anh chị để theo đuổi tới cùng cái con sóng này. Mọi người hãy like video và để lại comment tôi học giúp em, vì cái đó nó sẽ giúp cho anh chị có một cái động lực, một cái sự quyết tâm đủ lớn để chinh phục cái thị trường này trong cái chu kỳ sóng này. Mọi người nhớ này, sóng này nó có một cái rất đặc biệt và nó rất giống chu kỳ này, mọi người nhớ viên đó này, cực kỳ giống luôn. Đấy, cái này thì thôi thời lượng nó không cho phép em chia sẻ phân tích, tối nay em sẽ chia sẻ cái này trong trong cái buổi học đó, nên là ai học nhớ comment giúp em. Đấy, ví dụ nó rất giống cái thị trường này, trời ơi anh chị có nhận ra hay không. Đó, rồi có rất có nhiều những cái siêu cổ phiếu mà trong cuối video này em sẽ tặng anh chị có những cái mô hình nó tạo ra leader như trong giai đoạn này. Đấy, tặng trực tiếp liên kênh luôn. Nên là mọi người phải nhớ là gì, coi đến cuối video. Khúc hay nó ở sau, không phải ở đây. Đấy, mọi người nhớ đó. Và mọi người nhớ cái buổi tối này em dành rất nhiều công sức rồi, thị trường tích lũy nè. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Thị trường tích lũy nè anh chị, nó kháng cả cổ luôn mà mọi người không không đồng tình với em nữa, em rất là buồn. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, một cái thị trường siêu kinh tạo
đấy, và rất nhiều những cái mô hình mà nó làm mưa làm gió. Tí nữa cuối video em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái dạng cấu trúc, hai dạng cấu trúc gọi là cấu trúc tăng phi mã của thị trường, và mọi người đừng có bỏ qua khúc này nha, khúc sau video nó mới hay đấy. Nên là ai mà muốn tham gia cái buổi đào tạo thì like video và comment tôi học ở dưới cái phần comment của video, bạn trợ lý sẽ inbox trực tiếp và gửi link cho anh chị. Và cái này là hoàn toàn miễn phí anh chị nhá. Đấy, cái đây là tôi dành tặng cho anh chị, rất là vui, rất là tuyệt vời. Nếu mà thị trường này có một con sóng thì chúng ta cùng vui. Đấy, hết. Còn không có con sóng thì anh chị đi theo tôi rồi. Tôi quản trị rủi ro như nào anh chị biết rồi đúng không? Quản trị từng điểm mua một. Một khi đúng không bán nữa. SHE. Một khi đúng cái gì không bán nữa. Đấy. Thì những cái điểm như vậy nó thật với nhà đầu tư nó không nhân đôi, rất là uổng. Và rõ ràng là chúng ta đang đặt mình trong một cái thế phải nhân đôi với những cái cổ phiếu này. Nếu mà thị trường đúng sai chưa biết, một khi thị trường có sóng sẽ nhân đôi, xong việc. Thấy chưa anh chị, nằm gai đến mặt cả năm nay để chờ những cái khoảnh khắc như vậy mà anh chị bỏ qua nữa, nó thật với nhà đầu tư là gì, là bữa sau kiểu gì đu đỉnh này, lúc đó không ai cứu nổi đâu. Nên là mọi người hãy tham gia thật là sớm, bởi vì em nhận diện được cái này nè, thị trường hiện tại nó mới chỉ là manh nha trong sóng đấy. Với là mọi người hình dung nè, với cái tư duy nè, khối lượng tăng dần ở vùng đáy nè, khối lượng tăng dần ở vùng đáy đúng không nè, đây là khối lượng gì, khối lượng giảm dần ở vùng đỉnh, khối lượng nè tăng dần ở vùng đáy. Mọi người thấy cái gì chưa, tăng dần ở vùng đáy, tăng dần lên, kinh không anh chị, đưa ra là một cái lời cảnh báo ấy, kinh điển rồi. Tăng dần lên, mọi người nhìn thấy thị trường hiện tại nó có cái gì, nó rất gần, nó rất sớm rồi. Mọi người mà bỏ qua khúc này nữa thôi em xin quỳ đây, nói thật. Nên là anh chị phải thấy cái sự quyết tâm giống như em này, phải quyết tâm ăn được trọn vẹn con sóng này. Không quyết tâm thì mình làm cái gì được cho đời nữa. Chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị cả năm qua đúng không, chỉ để một cái thời khắc bùng nổ thế này sắp tới. Đấy, đúng sai chưa biết, em không quan trọng đúng sai, nhưng một khi đúng, em hứa với anh chị gì, sẽ đưa nhà đầu tư đến một cái bến bờ của một cái con sóng, như cái cách mà em đưa nhà đầu tư trong chu kỳ 2020-2021. Nếu nhà đầu tư nào đồng hành với em á, trước giờ ở đây toàn là những học viên cũ đồng hành với nhau thì biết là ăn con sóng nó trọn vẹn kiểu nào, và bây giờ không ngoại lệ đâu. Đấy, không ngoại lệ đâu. Rồi, đó là một vài cái vấn đề, và mọi người hãy thể hiện cái sự quyết tâm đó bằng một like và một comment. Tôi học, phải học cho bằng được nha, vì nó miễn phí. Nếu học thu tiền thôi em không nói, nhưng nó miễn phí mà bỏ nó uổng lắm. Đấy, hồi xưa em không có tiền thì nó thật với nhà đầu tư là cũng do lo gì, lo mày mò đi học ông nào mà dạy miễn phí mà đúng cái phương pháp nha, chứ còn mà không đúng phương pháp em không học. Ông nào mà dạy cái miễn phí thì mình đi học. Ví dụ như anh chị em nào mà thích cái phương pháp đánh sóng ảnh của em đấy, nếu anh chị nào thích cái cảm giác mà nằm gai nếm mật trong cả năm vừa rồi, trong cả năm downtrend vừa rồi, khi mà thị trường nó không có sóng ảnh á, mà bây giờ đánh all-in giống như em á, thì phải tham gia để mình biết được của cái cách quản trị của phương pháp nó như thế nào đúng không, chứ không phải là nó thật với nhà đầu tư là rất ít người trên thị trường mà khuyên anh chị cái quy mô vốn đánh như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là người ta quan điểm là lên đây phím hàng, lên đây chia sẻ cổ phiếu đúng không, nhưng mà quan điểm của em á, cái mà tạo ra tiền cho nhà đầu tư, vì em là một cái nhà đầu tư đứng lên từ hai bàn tay trắng trên thị trường và kiếm tiền từ thị trường chứng khoán chứ không phải là môi giới. Em mới làm môi giới cách đây khoảng chưa được một năm, trong cái thời kỳ downtrend, khuyên nhà đầu tư gì, khuyên khách hàng đánh 10% tài khoản thì lấy đâu mà kiếm ra tiền. Nhưng cái vấn đề là em đứng lên từ cái đi vốn. Trong cái chu kỳ uptrend trước, chúng ta đi vốn rất là hiệu quả, và cái đi vốn nó là cái gần như quyết định đến cái cuộc chơi của anh chị. Nếu mà chân sóng anh chị không đánh lớn được, không đi vốn lớn được thì mọi người sẽ không kiếm được tiền. Và hoàn toàn ở góc độ ngược lại, nếu anh chị gì đi vốn lớn ở vùng đỉnh, chuyện gì xảy ra? Nếu anh chị đi vốn lớn trong quá trình downtrend, chuyện gì xảy ra? Thì anh chị biết rồi đúng không? Những quá trình này thì chắc là mọi người trải qua hết rồi. Và từ đầu video tới bây giờ em hướng dẫn cho anh chị, đầu video em chia sẻ là gì? Tâm lý sợ, sợ sóng. Tâm lý gì? Cậu bé tăng cừu và bác nông dân. Đấy. Vậy tại sao em không sợ mà lại đánh on in ở những cái vùng phía dưới này? Vì sao như vậy? Vì sóng ngành nó xuất hiện. Và khi sóng ngành xuất hiện thì nó thật vấn gì là gì? Bán nhà mà đánh. Chứ còn mà từ cái vùng này tới vùng này, có sóng ngành nào hay không?
Em thú thật với anh chị là không có sóng ngắn nào hết, nên là em không kiếm được tiền trong giai đoạn này. Đó lý do tại sao hệ thống đánh sóng ngắn ông Toàn Vlog chỉ đánh 10% tài khoản từ cái chu kỳ này hết. Cái thời điểm mà em rời bỏ thị trường chứng khoán ở vùng đỉnh là em đánh fail cái dòng dầu khí, em đánh PVS này, điểm mua này, hai điểm mua này, bán cắt lỗ đây này, đấy chốt lại được phần này, là đánh PVT này, điểm mua phía dưới này, điểm mua dưới nền này này, điểm mua này, đấy cắt lỗ đúng đúng lỗ bao nhiêu 4% ở đây này, là lúc đó rút hết tiền ra, đánh 10% tới bây giờ mới quay trở lại. Nên đó lý do mà tại sao anh chị nào mà yêu mến cái hệ thống này thì bắt buộc là gì, phải thể hiện cái sự quyết tâm đó, phải học học miễn phí. Em chia sẻ rất nhiệt tình cho nhà đầu tư đấy, chúng ta đồng hành với nhau từ những cái thời khắc rủi ro nhất của thị trường tới bây giờ là hơn một năm rồi, thì mọi người chắc rất hiểu em đấy. Và chúng ta phải làm sao, phải cố gắng là gì, cùng nhau nằm gai đến mặt, thì bây giờ sẽ cùng nhau gì ăn trọn vẹn cái con sóng này. Đó là cái điều tuyệt vời nhất mà em muốn trao cho cái hệ thống cùng đồng hành. Và đầu video em nói lời cảm ơn là như vậy. Và mọi người nhớ gì, nhớ like và đăng ký kênh giúp em nhé. Đấy, nhớ like và đăng ký kênh giúp em. Và cuối video em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư hai cái cấu trúc tạo nên sóng, hai cấu trúc tạo nên sóng. Còn hiện tại chúng ta sẽ không đi phân tích nhiều về thị trường cũng như là cổ phiếu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi thứ về điểm mua điểm bán, cổ phiếu ngon cổ phiếu dở, tối nay em sẽ dành tặng cho anh chị nào mà quan tâm thực sự trong cái buổi đào tạo hệ thống khách hàng. Nên là anh chị nào mà muốn tham gia thì nhớ comment tôi học để bạn trợ lý liên hệ. Đấy, còn hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái tư duy đánh sóng, tư duy nắm giữ, tư duy ăn nhiều nhất có thể trong sóng, tư duy cho cổ phiếu, cho cấu trúc siêu phẩm của cổ phiếu. Đấy, video rất đơn giản thôi, nói về tư duy, còn cái chi tiết là tối nay. Rồi. Đấy. Mọi người đợi chút em uống miếng nước đó. Nay sung quá, nay nghiên cứu được nhiều vấn đề anh chị. Ví dụ như hai ngày cuối tuần này nè, em chia sẻ trong các hệ thống đó, rất nhiều những cái vấn đề. Đấy, và thực ra nói với nhà đầu tư là những cái vấn đề đó mà không mấy ai mà dành thời gian mà chia sẻ cho mấy cái room cộng đồng đâu anh chị. Nhưng mà em dành thời gian cả ngày em ngồi em chia sẻ, và hy vọng là cái đó nó sẽ tạo ra cho nhà đầu tư một cái động lực cho chu kỳ mới, cũng như tạo cho nhà đầu tư những cái góc nhìn về hai vấn đề. Một là cơ hội thật là lớn, thứ hai là gì, quản trị rủi ro. Mọi người đừng có khinh thường cái quản trị rủi ro. Nói ví dụ như là em có sáng nay em có chia sẻ trong room cộng đồng 3 của ông Toàn Vlog là gì, cái vấn đề là cổ phiếu ở vùng đỉnh, rất nhiều nhà đầu tư sợ cái vùng đỉnh của thị trường. Thế nào, lấy ví dụ cho mọi người là cái vùng đỉnh của thị trường này, rất nhiều nhà đầu tư sợ hãi vùng đỉnh thị trường, rất nhiều nhà đầu tư sợ hãi những cái vùng đỉnh này của thị trường, vùng đỉnh hay những cái vùng đỉnh nào của thị trường. Nhưng mà anh chị quên mất một cái vấn đề, cái vùng đỉnh là cái nơi cổ phiếu mạnh nhất có thể, và rất nhiều người sợ bị mất một cái gì đó, nó chỉ là cái cảm giác. Ví dụ là khi em kêu anh chị tham gia học miễn phí hoặc là tham gia room này room kia, anh chị sẽ nghĩ ơ thằng này lùa ga, miễn phí là không được. Nhưng mà mọi người phải nhớ này, khi nào anh chị mất tiền á thì mới biết mình bị lừa. Giống như em hôm nay kể một cái câu chuyện đúng không, hôm bữa có tự nhiên đang ngồi chơi vui, có một cái thằng cha nào đó nó gọi điện, nó kêu alo anh Toàn hả, anh vừa mới trúng một cái SH, trời ơi mình nghĩ ngon chứ tự nhiên không có thằng kêu mình trúng SH, chắc là mình may mắn gì đó. Nói chung là em chả nghi ngờ gì đâu anh chị, em làm tất cả các bước nó yêu cầu cho đến khi nó bắt em đóng 3 triệu. Ôi sao mày lừa áo, bây giờ mày cho tao cái gì miễn phí tao lấy chứ, bây giờ tự nhiên không mày bắt tao đóng tiền, nghỉ không chơi. Quan điểm em là vậy, có nghĩa là gì, vùng đỉnh nó cũng như vậy, rất nhiều nhà đầu tư sợ hãi vùng đỉnh của thị trường, phân tích đỉnh phân tích này kia. Mọi người có nhớ rất nhiều nhà đầu tư phân tích đây là cái vùng đỉnh lớn của thị trường khi các cổ phiếu blue chip không đánh được không, vùng đỉnh lớn. Nhưng cái vấn đề cái vùng đỉnh là cái ăn nhiều nhất, nên cái vấn đề của nhà đầu tư là anh chị đừng có sợ những cái vùng đỉnh này. Mọi người hãy cố gắng kiếm nhiều tiền nhất, khi mà thị trường nó còn cho chúng ta kiếm tiền á, chúng ta cứ kiếm đến khi nào á nó lấy cái tiền của chúng ta, à mày lừa tao, thôi rút tiền nghỉ không đánh nữa. Tao nghĩ làm gì nhau đúng không, đến khi nào mình mất tiền thì mình mới rút. Còn mình đừng có nghi ngờ, đó có nghĩa là cái thị trường còn cho anh chị kiếm tiền thì đừng có nghi ngờ, cũng như là gì, em còn trao cho anh chị cái gì miễn phí thì anh chị đừng có nghi ngờ. Nếu cảm thấy yêu thích cái hệ thống đánh sóng ngắn thì đừng nghi ngờ hết, đã tin tưởng đồng hành thì phải đi tới cùng, đơn giản chưa.
Đấy, nên là mọi người hãy hãy bỏ trạng thái nghi ngờ, đặc biệt là gì? Sắp tới nha, sắp tới thị trường nó có khả năng chinh phục 1.200 này, chinh phục 1.300 này, thậm chí là trong năm sau nó có thể chinh phục 1.500 với cấu trúc thời điểm hiện tại. Đấy. Thì sao anh chị? Thì mọi người đừng có nghi ngờ. Thị trường này cứ đi lên, anh chị cứ đánh đến khi nào mà còn một giọt máu cuối cùng, chơi đến hết. Đến khi nào mà tự nhiên anh chị đánh khoảng 3 cắt lỗ 3 lần liên tục, có nghĩa lúc đó thị trường đang tạm định. Rút ra, bây giờ mình ăn cả chu kỳ, giả sử từ đây lên đây, nghi ngờ cái gì? Cứ đánh cứ ăn đi, nó đang cho mình ăn cứ ăn. Ăn đến khi thôi, tự nhiên không không lên tới đó bắt đầu nó có dấu hiệu gì? Mua đâu lỗ đó, mua đâu lỗ đó. À, đỉnh. Thì lúc đó mình cắt lỗ trả lại một phần cho thị trường chứ làm gì ghê? Nghi ngờ gì? Mày đang lừa tao đúng không? Lừa, tao rút tiền tao nghỉ. Bố nào lấy được tiền? Cũng giống như cái việc mà em đóng 10% tài khoản trong cái chu kỳ này. Tới tới giai đoạn vừa rồi em mới vô lại nha chị, thì sao ngay cả giai đoạn này này em cũng chỉ đánh 10% thôi, bởi vì cái phương pháp em là đánh sóng ngắn, bây giờ có sóng ngắn thì mới đánh, và bây giờ đang có sóng ngắn đấy, vậy thì bố nào mà lừa được em, bố nào lấy được tiền của em, nó đơn giản như vậy thôi. Đó là một cái công thức chiến thắng mà em dành tặng cho chị, đừng có bỏ lỡ. Rồi, hay không cả nhà, hay không? Hay nhớ đăng ký kênh nhé, em cho đi rất nhiệt tình về những cái yếu tố đó, mọi người chỉ cần gì đăng ký kênh là em vui lắm đấy. Và cái room cộng đồng của em anh chị nó cũng đông đấy, nên là mọi người nhớ giúp em một cái vấn đề, đó chính là trong tuần sau em sẽ lập cái room cộng đồng của mình, có nghĩa cái room nó chuẩn bị full 1.000 người rồi, và em muốn chừa chỗ cho những cái người mà thực sự tin tưởng, thực sự là muốn nghe em chia sẻ về phương pháp đánh sóng ngắn. À, đây là chia sẻ thật, nên là em sẽ lập room và mở một cái room mới, mở một cái room mới là room số 4, room 4 ông Tàng Vlog, và sẽ hủy cái room này anh chị nhé, chứ không phải là đánh thua quá hủy room đâu, không đúng, mà chúng ta lập room bởi vì em biết là gì, ở đây là chúng ta cộng đồng rất nhiều phương pháp, và đôi khi có rất nhiều người vô room chỉ để nghe ngóng, và những cái người đó hoặc là những cái người mà người ta có phương pháp rồi á thì thôi em sẽ không chia sẻ nhiều, nhưng mà em sẽ tạo ra một cái room mới cho anh chị đầu tư, và em sẽ liên tục chia sẻ trên đó, gọi là cái room 4 ông Toàn Vlog, room cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Anh chị nào mà thích nghe về sóng ngành, thích nghe về những cái tư duy giống như là những cái tư duy sáng nay em chia sẻ trong room á, thì nhanh chóng comment phía dưới là gì, tôi tham gia đúng không, hoặc là chấm một cái giúp em để gì, để biết được cái vấn đề là anh chị sẽ tham gia cái room mới đó đúng không, và khả năng cao là bạn trợ lý sẽ gửi cái room đó cho anh chị nhé. Đấy, chỉ dành cho những người quan tâm thôi, em biết là gì, chỉ có khoảng ví dụ room 1.000 người, room 3 thì còn có khoảng 500 người là còn quan tâm đến ông Toàn Vlog thôi, còn lại là gì, vào cho vui đấy. Vậy thì mình phải để là một cái khoảng trống 500 người cho những cái người khác, và đó chính là cái cách mà chúng ta hoạt động trên thị trường này nhá. Đó có nghĩa là gì, tìm người đồng hành, và chúng ta phải ở với nhau dài mới rồi nó việc được đấy. Rồi bây giờ tới một phần quan trọng nhất, cũng là cái quà tặng mà em dành cho anh chị trong cái video ngày hôm nay. Kết thúc video em xin chia sẻ cho anh chị về một cái vấn đề là gì đấy, cấu trúc sức mạnh của những cái siêu cổ phiếu trong giai đoạn uptrend của thị trường. Đấy, em sẽ chia sẻ cho nhà tư hai cái cấu trúc mà mọi người phải hiểu được cái cấu trúc này, và sắp tới sẽ có rất nhiều những cái cổ phiếu nó đi theo cấu trúc này, mà anh chị nắm vững cái cấu trúc thì mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu. Bởi vì khi thị trường nó vào được cái chính sóng á, chính sóng của nó đâu trên đây nè, thì các cổ phiếu đó nó sẽ kích hoạt cái mô hình này, và trong quá khứ nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nên là em chia sẻ cấu trúc thứ nhất, đó chính là cấu trúc các cổ phiếu vượt các chỉ báo kỹ thuật để tiến lên một cái nền tảng giá mới. Đấy, Mark Minimini có một cái câu, nếu một cái cổ phiếu trong cái giai đoạn đầu tiên của nó mà nó chạy vượt tất cả các chỉ báo kỹ thuật thì đó chính là siêu cổ phiếu. Em lấy ví dụ cho anh chị về cái siêu cổ phiếu về Hoa Sen trong chu kỳ trước, nó chạy vượt tất cả các chỉ báo kỹ thuật luôn. Đó nè, những cái cổ phiếu này mọi người có nghĩ là lên trên đây nó lên trên đây luôn hay không, hay là lên trên đây anh chị nghĩ là gì, à nó gặp đỉnh nó gặp kháng cự này kia thôi chốt lại đi cho nó sướng đúng không, lên đây này mọi người có nghĩ không? Tại sao cổ phiếu này nó bắn bật luôn mọi chỉ báo kỹ thuật, mọi phân tích nó bắn bật hết, ông nào phân tích kỹ thuật, ông nào phân tích MACD RSI, phân tích đủ thể loại ở đây chốt hàng nào hết, nhưng mà cổ phiếu nó vẫn đi lên và nó vượt tất cả các chỉ báo kỹ thuật.
Và trong cái thị trường thời điểm hiện tại nó không tạo ra được cái sự FOMO như cái chu kỳ uptrend vừa rồi. Nên em sẽ tặng cho anh chị một cái cấu trúc vượt mọi chỉ báo kỹ thuật. Đấy, đó là cấu trúc gì anh chị? Cấu trúc nền tảng, trồng nền tảng. Đấy, lấy ví dụ cho anh chị về các cấu trúc đó trong quá khứ này. Nhiều. Nhớ giúp em, đây món quà đặc biệt này. Đây, giả sử cổ phiếu tích lũy đáy trong cái giai đoạn đầu tiên đi lên, nó lên trên đây nè, mọi người mình nó cùng phân tích với em nè, tích lũy nền, tích lũy đáy đi lên nè, thấy không? Vượt ở đây, nếu mà anh chị đo cái RSI, MACD hay là về những cái chỉ báo quá bán quá mua là những cái điểm chốt lại, thậm chí ở đây là cái điểm chốt lại buy in climax của hệ thống em rồi, nhưng cổ phiếu này vượt qua hết. Ok, nó chỉnh một cái nó quay trở lại, nó lên lên lại luôn, lên ngay luôn, không cần tái tích lũy, đúng không? Sau đó cổ phiếu tiếp tục đi lên, lên trên đây rồi còn vượt luôn cái chỉ báo kỹ thuật, lên luôn, tạo lên luôn, xong lên trên đây nó còn vượt luôn cái chỉ báo kỹ thuật nó được. Không có chỉ báo nào mà giữ chân được con này, chỉ có nắm giữ cổ phiếu mới giữ chân được nó thôi, đúng không? Lên trên đây mọi người thấy không? Nó có tích lũy đâu mà lên được tận trên đây thì đa phần người ta sẽ thấy nó quá cao rồi, cần phải chốt lại. Nhưng đây là một cái cấu trúc trong giai đoạn sắp tới nó xuất hiện nhiều lắm. Đấy, cấu trúc gì? Nền trên nền. Đấy, vượt mọi chỉ báo kỹ thuật, nó bám những cái đường MA10, MA20, nó đi lên bền vững như này, thì đây chính là những cái siêu điểm mua cho nhà đầu tư. Nói tới đây chắc anh chị biết cổ phiếu nào trên thị trường này đang xuất hiện cái mô hình này rồi đúng không? Chắc là biết nhiều. Ai mà theo cái hệ thống em hoặc ai nghe video em chắc chắn là sẽ biết con nào. Rồi, tiếp theo nè, biết ôi thấy không, một cái mô hình tích lũy đáy nó đã đi lên được rất dài rồi, ví dụ từ vùng 8 mà lên 12 bao nhiêu phần trăm, 50%. Điểm này những cái điểm dao động lỏng, khối lượng lớn, người người nhà nhà hộ phân phối, MACD, RSI nó vượt hết, gọi là những cái chỉ báo kỹ thuật, nhưng nó cứ đi lên, nó rủ xuống một cái khối lượng lớn, nó quay đầu nó tăng, nó đi lên, nó cứ túc tắc đi lên, vượt mọi chỉ báo cho đến khi nó xác nhận nước rút. Con nào hả chị? Thị trường là nhiều cổ phiếu là như vậy lắm, mọi người chắc biết con nào rồi đúng không? Đấy, gọi là những cái dạng mô hình, gọi là gì, cấu trúc về sự điên cuồng. Đấy, em gọi tắt là vậy, gọi là cấu trúc vượt các chỉ báo kỹ thuật. Hay là chúng ta có những cái cổ phiếu như CVT này, đó, có những cái cấu trúc nó kinh điển lắm chị, mà mọi người không hiểu được cấu trúc này thì gần như không nắm được. Đấy, ví dụ cấu trúc này bùng nổ đi lên này, tăng từ đây, từ vùng đáy phía dưới đi lên là khoảng bao nhiêu, 18 là lên 24, rất nhiều rồi, điều chỉnh xuống này, lên này, không có tích lũy, không có gì hết, nó cứ đi lên như thế này, đi lên một mặt, bởi vì đây là quá trình đẩy giá của nó anh chị, và cái quá trình đẩy giá này nó gặp những cái vùng gì, vùng chốt lại và vùng kháng cự lớn đây này, đây là vùng chốt lại và vùng kháng cự lớn của nó này, nhưng mà nó đi lên không ai cản, rất nhiều người dự báo là gì, nó lên quá cao nên bắt buộc nó phải chỉnh, nhưng gần như nó rủ xuống cả, nó kéo lên, rủ xuống kéo lên trước khi nó tăng tốc chạy nước rút. Đấy, mô hình kinh không anh chị? Đấy, cấu trúc gì? Cấu trúc thân tre, cấu trúc thân tre hướng lên. Đấy, hay là những cái cấu trúc như là PVD này. Đấy, rất nhiều những cấu trúc mà anh chị phải ghi nhớ cho em, đừng bao giờ quên. Đấy, một khi nó bứt phát lên rồi, cổ phiếu này bắt đầu gì, gặp những cái vùng kháng cự rất lớn mà ai cũng nghĩ là nó sẽ điều chỉnh, nhưng mà gần như nó không điều chỉnh, khi mà nó đi lên túc tắc đi lên, túc tắc đi lên, phá vỡ mọi chỉ báo, rơi kéo lại ngay, tết cung tết cầu trước khi xuất hiện điểm bùng nổ để chạy nước rút. Mô hình gì anh chị? Ba nền tảng giá. Đây là cấu trúc siêu mạnh của thị trường cũng như là cổ phiếu, mà giai đoạn hiện tại rất rất nhiều cổ phiếu đạt trạng thái này, mọi người phải hiểu, rất nhiều cổ phiếu đạt trạng thái này đấy, và những cái trạng thái này nó sẽ đánh khi và chỉ khi thị trường chúng ta vào chính sóng. Hiện tại thị trường vào chính sóng hay chưa? Câu trả lời là chưa, cơ hội còn nguyên cho anh chị, nó đơn giản và cho anh chị hiểu. Đấy, chắc anh em biết cổ phiếu nào đúng không? Chắc chắc biết nhiều. Vậy thì tất cả những cái cổ phiếu em chia sẻ sẽ có trong cái video tối nay, trong buổi đào tạo khách hàng, anh chị nhớ theo dõi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ anh chị. Nó rất tiếc là gì, mình phải sắm sửa một cái kịch bản hoàn hảo, những cái siêu cổ phiếu lọc ra cho nhà đầu tư, để mọi người nhìn nhận được cái cách vận động của nó. Nếu nó vận động như này, mọi người có bỏ qua cơ hội hay không?
bỏ qua cái là em xin quỳ lại yêu, đơn giản vậy thôi. Đó là cái cơ hội dành cho những người. Do đó anh chị nào mà tham gia buổi tối nay nè, nhớ comment tôi học phía dưới, em sẽ tặng cho anh chị cái một cái không phải là một cái danh mục những cái cấu trúc cổ phiếu và những cái cổ phiếu đang đi theo cấu trúc này đấy, tặng rồi tự anh chị quyết định mua bán hay không, không hô hào, không phim hàng đấy, đơn giản. Đó là một vài cái cấu trúc đấy mà em chia sẻ nhà đầu tư. Thêm một cái cấu trúc thứ hai đấy, nếu mà có thời gian, ví dụ tối nay em sẽ dành thời gian chia sẻ về cấu trúc này nhiều hơn. Cấu trúc thứ hai đó là cái cấu trúc nền nảy. Cấu trúc nền nảy này là một cái cấu trúc mà thuộc dạng kinh điển trên thị trường, mà trước giờ nó ở trong cái chu kỳ 2012 nó làm mưa làm gió. Cấu trúc nền nảy của Hoa Sen. Nếu mà mọi người cảm thấy hay, nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Nhớ like video và đăng ký kênh. Đừng quên điều đó, vì tất cả mọi thứ đều là miễn phí, em chia sẻ với nhà đầu tư. Giới thiệu cho nhà đầu tư về cấu trúc nền nảy. Sau một cái giai đoạn tích lũy đáy và đi lên của cổ phiếu tạo được những cái vùng nền nảy như thế này. Mọi người thấy cổ phiếu nào chưa? Chắc mọi người biết hết rồi đúng không? Hay là những cái vùng nền nảy như thế này? Cấu trúc nền nảy, một cái nền nảy là một cái nền nó hấp thụ lực cung một cách triệt để nhất, và nó hấp thụ ở vùng giá cao nhất của nó một cách gì, siết chặt. Cổ phiếu gì vậy? Hiện tại một cái cổ phiếu hot nhất thị trường đang tạo ra cái mô hình nền nảy này đấy. Thôi bất biết ngại quá. Đây này, mô hình nền nảy là mọi người nhìn thấy cái nền nó đặc biệt không? Nó hướng lên, nó hướng trong cái kiểu là gì, tao phải đánh ngay và luôn, không thể chờ đợi được nữa. Đó là mô hình nền nảy. Và một cái mô hình này nó sẽ không kéo dài, nó thường kéo dài trong khoảng từ 3 tuần đến 1 tháng là cục. Rất nhiều cổ phiếu trên thị trường hiện tại đang có mô hình nền nảy, đừng bỏ lỡ. Đấy, mô hình này nó có những cổ phiếu nào người ta? Những cổ phiếu gì vậy chị? Những cổ phiếu như SHS này, mô hình nền nảy này. Đấy. Đây này, đây là cái mô hình nền nảy này. Mọi người hiểu không? Đây quả SOS nó đi lên này. Và nó tạo ra một cái vùng biên trong vòng khoảng 3 tuần đến 1 tháng, tạo ra một cấu trúc nền nảy. Cấu trúc này là cái cấu trúc dừng chân, không phải là cấu trúc chốt lại. Nó chỉ dừng chân, nó đi tiếp. Và cổ phiếu nào tạo được những cái cấu trúc này nó sẽ rất là mạnh. Và nhớ giúp em, cái cấu trúc nền nảy này không được kéo dài. Nó kéo dài hơn 1 tháng là khả năng rất cao là gì? Là nguy hiểm. Đấy, tầm khoảng 3 tuần đến 1 tháng là chuẩn kỳ nhất. Và hiện tại rất nhiều những cổ phiếu nó đang ở cấu trúc nền nảy này. Đấy, tất cả sẽ có trong cái video tối nay á. Hút. Và cái khi mà anh chị đọc cái cấu trúc này á, mọi người phải đọc được cái hành vi của tổ chức. Đó chính là gì? Nó tham lam. Sự tham lam của tổ chức thể hiện ở những cái cấu trúc nền nảy này. Mọi người nhìn cái sự tham lam này. Đây là một cái cấu trúc nền nảy này. Tham lam không anh chị? Nó mua đuổi lên, mua đuổi lên, mua đuổi lên luôn, không bao nhiêu. Đấy, một cái nền mà nó mua đuổi lên. Một cái nền này mua đuổi lên, sau rủ xuống. Đấy, nó là siêu cổ phiếu. Cấu trúc nền nảy là cấu trúc của siêu cổ phiếu. Mô hình nền nảy. Rồi còn gì? Liên việc bóc ăn. Đấy, hướng dẫn cho nhà đầu tư tìm những cái siêu cổ phiếu ở những cái mô hình nền nảy này. Mọi người tuyệt đối phải nhớ giúp em nha, đừng có bỏ rơi những cái kịch bản nền nảy này, má nó kinh lắm. Nói em phải gọi là đây này, mô hình nền nảy, nhìn thấy những cái mô hình này là biết tiền. Mọi người thấy không? Nền toàn hướng lên không mà, nó nảy lên không mà. Đấy, và cái nền nó không kéo dài, đây là kéo dài khoảng 3 tuần mà. Trước khi nó đánh thì những cái mô hình này là kinh điển rồi. Đấy, tất cả sẽ có trong video tối nay. Anh chị nhớ, nếu thấy video hay, thứ nhất hãy chia sẻ video này cho nhà đầu tư biết, thứ hai đăng ký kênh, thứ ba like video, thứ tư để lại một comment để tạo hiệu ứng, tạo động lực cho em làm những cái video tương tự như vậy, chỉ cho anh chị những cái phân khúc kỹ thuật, những cái phân khúc tạo nên những cái thương hiệu của đám sóng ngành ông tài vlog. Cái này em đã chứng minh cho nhà đầu tư trong rất nhiều chu kỳ trước rồi. Và mọi người đừng quên cái video tối nay của chúng ta. Ai muốn học cái video, học cái buổi đào tạo khách hàng này thì comment giúp em chữ tôi học ở phía dưới. Bác trợ lý sẽ liên hệ và em sẽ chỉ cho anh chị hiện tại những cái cổ phiếu nào đang vào cái mô hình này. Rồi,
Em xin chào tạm biệt. Chúc anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả. Và hãy nhớ nghe hết cái video này giúp em. Đừng có FOMO. Thị trường này không phải là thị trường FOMO, nó chưa lên. Và chúng ta nhập diện cấu trúc để sau này, một khi nó lên, chúng ta chiến đấu, kiếm tiền. Em xin chào tạm biệt.